Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Giờ tiếp hôm nay siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà mình. Hôm nay siêu nhân nhận được những thước phim của một trạm nuôi chó mèo ở Ninh Thuận, ở Bình Thuận gì đó cả nhà mình ha. Em nói ở trên núi đó thì nhờ siêu nhân truyền tải xin cả nhà mình giúp đỡ thức ăn cũng như là tủ đông và nồi cơm điện. Thì hôm nay siêu nhân nhận được những thước phim từ chủ trạm gửi vô cho siêu nhân đăng tải cho cả nhà mình xem. Đây là một trong những thước phim siêu nhân nhân đôi ra, siêu nhân lồng tiếng siêu nhân vô ha cả nhà mình. Thì thước phim này rất là vui, siêu nhân xin mời cả nhà mình ráng xem hết clip này nha. Nếu như mà các mạnh thường quân mình ai muốn trúng số như mạnh thường quân Mai Lan cũng như là mạnh thường quân giấu tên cũng như là anh Trần Lương trong clip này, ai muốn trúng số thì hãy xem hết clip này nha. Các mạnh thường quân mình, thật sự ra siêu nhân cảm nhận được cái clip này, mạnh thường quân Mai Lan ở Úc mình trúng số cũng như là mạnh thường quân giấu tên mình trúng số và anh Trần Lương trúng số vậy. Siêu nhân mời cả nhà mình xem theo dõi hết clip. Cảm ơn cả nhà mình nhiều. Và siêu nhân cũng xin cảm ơn mạnh thường quân xin giấu tên đã giúp cho siêu nhân 2 triệu trong cái clip này nha cả nhà mình. Siêu nhân cảm ơn nhiều lắm. Siêu nhân xin chúc mạnh thường quân xin giấu tên mình cùng tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước mình luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Một lần nữa siêu nhân xin nhắc lại với cả nhà mình, nán coi hết clip này thì cả nhà mình sẽ thấy mạnh thường quân Mai Lan trúng số. Đặc biệt trong clip này trúng nhiều hơn là mạnh thường quân giấu tên và cũng trúng nhiều hơn anh Trần Lương luôn nha cả nhà mình nha. Xin mời cả nhà mình theo dõi clip. Quay rồi. Tắt, đừng im thế. Cú tối để lại thì có lắm chứ. Alo nha, nha nha đóng phí má. Có một ước mơ
là thì cần thêm một cái máy la, một cái thùng giống mới ba cho mình nhé. Để giúp cho mẹ ở nhà không bị đau vang, má không bớt tiền để cho mẹ bé ăn. Mẹ em xin chân thành cảm ơn các mẹ thương cũng rất nhiều. Ba cảm ơn anh xin những lại giúp được gia đình mèo em rất nhiều ạ. Ba nếu trong quá trình em quay clip có xa xót gì thì rất mong cả chị mà thương cũng ba cô chú em nếu con em nói gì mà xa xót mong phát hiện cho em ạ. Dạ, em xin chúc anh chị nhiều sức khỏe và bình an, và vui vẻ trong cuộc sống. Dạ, em xin cũng thân cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn anh siêu nhân đang cô nổi chúc em và mẹ đã quá khó khăn thực sự là dưới này em ở dưới này núi không mà có không ai biết tới này biết tới tam em để giúp đỡ nên em cũng như anh siêu nhân giúp đỡ những năm cô nổi để giúp cho tam em vượt qua khó khăn. Em xin cảm ơn chị Ba Lan rất nhiều, chị Ba Lan ở Úc rất nhiều để giúp em hỗ trợ em hai con làm bánh
đủ ba tí ra cho mấy bé ăn. Dạ. Dạ đây ạ. Em cảm ơn chị Lâm Thương Quân Mai Lan ở Úc giúp em và mẹ bé hai bao gà 100 kg và 3 thùng 3 t. Và 3 thùng 3 t. Dạ ở trong là nó chó. Chó cho em chưa ăn cho ăn 3 t được. Vì chó ăn ba tê là mèo nó vô chanh á nên ăn hết. Có gì chúc em sẽ trôn cơm cho mấy bạn ăn. Dạ đây à. Chị rất nhiều
đã giúp em và mẹ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dạ, em xin chân thành cảm ơn chị. Dạ, em và mẹ mẹ hôm nay nhận được cái nồi điện do người ta mà gửi về, giờ em mới quay giúp được. Dạ, em cảm ơn em và mẹ mẹ cảm ơn chị Mạnh Thương Quân dấu tên giúp cho em ba từ nhỏ 8 triệu mua cái tủ đông của em mới mua về. Dạ đây ạ. Và em xin cảm ơn anh Trọn Lương chúc em và mẹ bé 2 triệu mua cả nồi điện, nồi cơm 20 lít. Dạ, cho em mở ra xem xe, mở ra nồi điện 10 lít. Đây là nồi điện 10 lít, nó to kinh khủng luôn á. Xin cảm ơn anh Lương Nguyễn, anh Lương cho em đã giúp em 2 triệu một cái nồi cơm 10 lít. Cảm ơn anh rất nhiều. Và đây là tủ đông. Cảm ơn chị Mạnh Thương Quân dấu tên giúp em 8 triệu mua cái tủ đông. Dạ, để em quay. Dạ, em mở lúc người ta chuyển về điện mà sẵn á, người ta trở về người ta mở ra đây là tủ đông mới. Em quay cái tủ đông mới. Dạ. Và đây là tủ đông mới của mẹ bé. Xin chân thành cảm ơn chị Mạnh Thương Quân dấu tên cho giúp em và mẹ bé 8 triệu để mua cái tủ đông. Và anh cho Lương giúp em 2 triệu để mua cái nồi điện nấu cơm 80 lít trong lúc khó khăn này, nhờ các Mạnh Thương Quân giúp đỡ. Và giờ nhà em có được cái tủ đông, em rất mừng. Và cái nồi cơm to nên nấu ăn cho mấy bé. Dạ, em rất chân thành cảm ơn anh chị Mạnh Thương Quân đã giúp cho em có điều kiện để mua một cái tủ đông mới và cái nồi điện lớn. Dạ, em vui lắm ạ. Dạ, em chân thành cảm ơn các anh chị Mạnh Thương Quân giúp gia đình mèo ước mơ cả tủ đông và cái nồi điện lớn đã thành hiện thực. Em chân thành cảm ơn anh chị Mạnh Thương Quân rất nhiều. Và cảm ơn anh siêu nhân đã làm cầu nối giúp cho em hôm nay có một cái tủ đông và cái nồi điện lớn.
chúng con cảm ơn các mạnh thân quân và anh siêu nhân. Dạ. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn chị dậu tên, chị mạnh thân quân dậu tên giúp em cả từ đúng và anh trốn lương để giúp em phải nuôi điền. Em xin chân thành cảm ơn ạ. À. Dạ em mừng lắm. Em cảm ơn anh chị rất nhiều.